Ủa sao cục hấp á, cục cao sao nó đụng vô được? Cục hấp vô cái cây này là được rồi. Cái cây đó thì yếu rồi, thêm hấp một tí không đâu có trụng vô chơi được đâu. Cục nó chỉ có hứng cất ỉa không hà. Hấp xuống. Né ra con, nó sụp một cái vô mặt đó. Đó đó đó, cái thái độ kìa. Lụm lên bỏ vô. Bỏ vô cho mẹ đi. Bỏ vô vỏ. Bỏ vô vỏ cho thỏ ăn. Trời ơi gà riết. Thỏ. Đáng quá. Dám đưa tay cho cắn á, gì nữa. Bỏ vô vỏ đi con, bỏ cái lá vô vỏ cho con thỏ ăn nè. Ngồi xuống bỏ vô. Rồi vác vô đó nữa. Hừ ghê luôn, nó muốn ăn đòn, nó thèm ăn đòn lắm. Cái roi đâu rồi hả? Đứng lên. Đứng lên. Lụm vô kìa, lụm vô, lụm lá vô. Vỏ đâu, lụm cái vỏ bỏ vô. Vỏ kìa. Đậu kêu kìa. Nhúc. Nhúc vô cái vỏ gác giờ rồi nha. Trời ơi, đâu mà ra cái vụ này à, hả? Lồng lên đây chứ. Dạy. Dơ dơ, sợ dơ. Téo đầu tới, dơ. Thằng này nấu cá nè.